Xin chào cô chú anh chị và các bạn đến xem kênh Liễu Ngọc TV. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món đậu hũ sốt nước tương. Cách chế biến cũng thật là đơn giản, chỉ vài phút là mình có món ăn ngon. Nào, bây giờ chúng ta vào bếp thôi. Ở đây mình có 4 cây sả, mình sẽ đập dập ra và tước. Mình sẽ tước ra từng sợi để lát nữa mình chiên là nó sẽ thành những cọng rơm để mình trang trí cho đẹp nha. Sả mình đã đập dập rồi cũng rất là dễ tước. Bây giờ đã nhuyễn ra từng sợi nhỏ rồi nè, lát nữa mình sẽ đem chiên nha. Chuẩn bị mình cắt đậu hũ trắng ra thành những khối vuông nhỏ. Sau khi cắt phần đậu hũ xong, mình sẽ đi pha cái chén nước sốt, nửa muỗng đường, một chút bột ngọt, một chút bột nêm chay và một chút muối, một muỗng nước tương, đây là dầu hào chay, mình cũng sẽ cho vô một muỗng, thêm một muỗng tương ớt. Ở đây mình có nửa chén nước lọc, tương đương với 4 muỗng ăn canh nha. Mình khuấy lên cho đều. Đây mình chuẩn bị nửa chén chấm nước lọc, cho vô một muỗng bột mì. Tất cả mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ bắt cái chảo lên bếp. Mình cũng cho nhiều dầu chút nha, để cho dễ chiên cái cọng sả này. Khi đổ dầu vô chảo rồi, mình cho một chút bột bắp, bột gì cũng được, để cho mình chiên thì sẽ không bị dăng trúng tay mình nha. Lúc này mình sẽ để với mức lửa lớn nhất nè, chiên sả cho đến khi nào những cọng sả nó vàng như là rơm vậy đó, rồi mình sẽ vớt ra nha. Lúc này thì chảo dầu của chúng ta rất là thơm mùi sả nè. Lát nữa mình cho cái đậu hũ vô mình chiên thì đậu hũ rất là thơm luôn ha. Trong món đậu hũ có protein tuyệt vời, có chất xơ, canxi, chất sắt, rất là giàu dinh dưỡng trong cái món đậu hũ này nha. Mình chiên như vậy là đã vàng rồi nè, mình sẽ cho ra một cái rổ để cho nó rõ dầu xuống nha. Tiếp tục mình cho đậu hũ cho mình chiên. Mình sẽ chiên dạng 4 mặt. Và sau đó mình sẽ vớt ra một cái dĩa có giấy thấm dầu. Lưu ý là mình sẽ chiên rám 4 mặt, không nên chiên quá vàng nha. Nếu như quá vàng thì lúc mình sốt thì sẽ bị cứng, khó ăn. Trong khi chờ đợi cho đậu hũ ráo dầu, mình sẽ đi sốt tương nha. Mình đổ dầu ra bên ngoài, chừa lại một chút thôi. Cho vô một muỗng tỏi xay và mình đảo lên để cho phần tỏi có hương thơm. Và sau đó mình sẽ đổ nước sốt vô nha. Khi mình đổ chén nước sốt vô rồi, mình sẽ giảm lửa bớt để không hơi nó sẽ bị khét á. Giờ thì mình sẽ cho cái chén bột bắp khi nãy mình đã pha đó, mình đổ vô để lấy cái độ sệt nha. Đảo lên một chút, mình sẽ tắt bếp và mình trình bày ra dĩa luôn và rưới nước sốt lên trên. Mình sẽ lót những cọng sả lên dĩa và cho đậu hũ lên nha. Mình xếp sao cho đẹp mắt một chút. Xong rồi mình sẽ rưới cái phần nước sốt lên trên. Lúc này cái phần nước sốt rất là thơm vì có mùi dầu hào chay, nước tương. Rất là thơm luôn. Mình sẽ điểm cọng bạc hà lên trên nhìn cho nó đẹp mắt một chút. Chỉ hai nguyên liệu là mình đã có một món ăn ngon lạ miệng rồi. Công thức thật sự là rất đơn giản. Mình chúc các bạn thành công với món đậu hũ sốt nước tương. Nếu các bạn yêu thích công thức này thì hãy tặng cho mình một like, một lượt chia sẻ. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại.